9. Phẩm thí dụ Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện thưa, bạch thế tôn ý nghĩa của Bồ Tát là như thế nào? Phật bảo thiện hiện, không có ý nghĩa là nghĩa của Bồ Tát. Vì sao? Này thiện hiện, vì cả hai danh từ Bồ Đề Tát Đỏa đã không sanh, nên nghĩa lý trong đó cũng chẳng có, không có nghĩa là nghĩa của Bồ Tát này thiện hiện ông nên biết, ví như dấu chân chim trong hư không, ý nghĩa thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Ví như cảnh trong mộng, việc huyễn, sóng nắng, ảnh ảo, trăng dưới nước, tiếng vang, hoa đốm trong hư không, biến hóa, ý nghĩa thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Này thiện hiện, ông nên biết, như ý nghĩa chân như của tất cả Pháp thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa của nhất thiết Pháp, Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, ý nghĩa thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Này thiện hiện, ông nên biết, như ý nghĩa sắc của nhà ảo thuật thật không có, Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa thọ tưởng hành thức của nhà ảo thuật, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Này thiện hiện, ông nên biết, như ý nghĩa nhãn xứ của nhà ảo thuật, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa nhĩ tĩ thể thân ý xứ của nhà ảo thuật, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có này thiện hiện ông nên biết như ý nghĩa xác xứ của nhà ảo thuật thật không có ý nghĩa danh từ bồ tát cũng như vậy thật không có như ý nghĩa thanh hương vị xúc pháp xứ của nhà ảo thuật thật không có ý nghĩa danh từ bồ tát cũng như vậy thật không có này thiện hiện ông nên biết như ý nghĩa nhãn giới của nhà ảo thuật thật không có ý nghĩa danh từ bồ tát cũng như vậy thật không có như ý nghĩa nhĩ tĩ thể thân ý giới của nhà ảo thuật thật không có Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Này thiện hiện, ông nên biết, như ý nghĩa sắc giới của nhà ảo thuật, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa thanh hương vị xúc pháp giới của nhà ảo thuật, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Này thiện hiện, ông nên biết, như ý nghĩa nhãn thức giới của nhà ảo thuật, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có như ý nghĩa nhĩ tí thiệt thân ý thức giới của nhà ảo thuật, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Này thiện hiện, ông nên biết, như ý nghĩa nhãn xúc của nhà ảo thuật, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc của nhà ảo thuật, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có này thiện hiện ông nên biết như ý nghĩa cao thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra của nhà ảo thuật thật không có ý nghĩa danh từ bồ tát cũng như vậy thật không có như ý nghĩa cao thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra của nhà ảo thuật thật không có ý nghĩa danh từ bồ tát cũng như vậy thật không có này thiện hiện ông nên biết như ý nghĩa vô minh của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có. Này thiện hiện ông nên biết, như ý nghĩa Hành pháp không nội của nhà ảo thuật thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tán vô tán, pháp không bản tánh, pháp không tự cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không bất khả đắc. Pháp không vô tánh, pháp không tự tánh, pháp không vô tánh tự tánh của nhà ảo thuật thật không có ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có này thiện hiện ông nên biết như ý nghĩa hành bốn niệm trụ của nhà ảo thuật thật không có ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có như ý nghĩa hành bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo của nhà ảo thuật thật không có ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có này thiện hiện, ông nên biết, như ý nghĩa cho đến hành mười lực của Phật, của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có, như ý nghĩa hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng của nhà ảo thuật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Lại nữa, hiện hiện. Như ý nghĩa sắc của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa thọ tưởng hành thức của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa nhãn xứ của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa nhĩ tí thiệt thân ý xứ của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa sắc xứ của Phật thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa thanh hương vị xúc pháp xứ của Phật thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa nhãn giới của Phật thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có như ý nghĩa nhĩ tĩ thể thân ý giới của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa sắc giới của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa thanh hương vị xúc pháp giới của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa nhãn thức giới của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có như ý nghĩa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa nhãn xúc của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra của Phật thật không có ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có như ý nghĩa vô minh của Phật thật không có ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có như ý nghĩa hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử của Phật thật không có ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có như ý nghĩa Hành pháp không nội của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có, như ý nghĩa hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tán vô tán, pháp không bổn tánh, pháp không tự cộng tướng, pháp không tất cả pháp Pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không vô tánh, pháp không tự tánh, pháp không vô tánh tự tánh của Phật, thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có như ý nghĩa hành bốn niệm trụ của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa hành bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, cho đến như ý nghĩa hành mười lực của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng của Phật thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Lại nữa, này thiện hiện, như ý nghĩa giới vô vi trong giới hữu vi thật không có, ý nghĩa giới hữu vi trong giới vô vi cũng thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có, như ý nghĩa vô sanh vô diệt, vô tác vô vi vô thành, vô hoại, vô đắc, vô xả, vô nhiễm, vô tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa, bạch thế tôn như ý nghĩa pháp nào vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô thành, vô hoại, vô đắc, vô xả, vô nhiễm, vô tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có. Phật bảo thiện hiện, như ý nghĩa của sắc cho đến thức vô sanh vô diệt vô tác vô vi vô thành vô hoại vô đắc vô xả vô nhiễm vô tịnh thật không có ý nghĩa danh từ bồ tát cũng như vậy thật không có như ý nghĩa của nhãn xứ cho đến ý xứ vô sanh vô diệt vô tác vô vi vô thành vô hoại vô đắc vô xả vô nhiễm vô tịnh thật không có ý nghĩa danh từ bồ tát cũng như vậy thật không có như ý nghĩa của sắc xứ cho đến pháp xứ vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô thành, vô hoại, vô đắc, vô xả, vô nhiễm, vô tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa của nhãn giới, cho đến ý thức giới, vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô thành, vô hoại, vô đắc, vô xả, vô nhiễm, vô tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa của sắc giới, cho đến pháp giới, vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô thành, vô hoại, vô đắc, vô xả, vô nhiễm, vô tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa của nhãn thức giới, cho đến ý thức giới vô sanh vô diệt vô tác vô vi vô thành vô hoại vô đắc vô xả vô nhiễm vô tịnh thật không có ý nghĩa danh từ bồ tát cũng như vậy thật không có như ý nghĩa của nhãn xúc cho đến ý xúc vô sanh vô diệt vô tác vô vi vô thành vô hoại vô đắc vô xả vô nhiễm vô tịnh thật không có Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến ý nghĩa các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, là vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô thành, vô hoại, vô đắc, vô xả, vô nhiễm, vô tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa của vô minh, cho đến lão tử, là vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô thành, vô hoại, vô đắc, vô xả, vô nhiễm, vô tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa của bốn niệm trụ, cho đến tám chi thánh đạo, là vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô thành, vô hoại, vô đắc, vô xả, vô nhiễm, vô tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như vậy cho đến, như ý nghĩa mười lực của Phật, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô thành, vô hoại, vô đắc, vô xả, vô nhiễm, vô tịnh, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có lại nữa này thiện hiện như ý nghĩa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo rốt giáo thanh tịnh thật không có ý nghĩa danh từ bồ tát cũng như vậy thật không có như vậy cho đến như ý nghĩa mười lực của phật cho đến mười tám pháp phật bất cộng rốt giáo thanh tịnh thật không có ý nghĩa danh từ bồ tát cũng như vậy thật không có như ý nghĩa ngã cho đến người thấy thật không có vì không có nên ý nghĩa danh từ bồ tát cũng như vậy thật không có như ý nghĩa tối tâm khi mặt trời mọc thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa các hành thời kiếp tận thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có, như ý nghĩa ác giới trong tịnh giới uẩn của chư Như Lai ứng tránh đẳng giác thật không có, ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có như ý nghĩa loạn tâm trong tịnh định uẩn của chư như lai ứng tránh đẳng giác thật không có ý nghĩa danh từ bồ tát cũng như vậy thật không có như ý nghĩa ác tuệ trong minh tuệ uẩn của chư như lai ứng tránh đẳng giác thật không có ý nghĩa danh từ bồ tát cũng như vậy thật không có như ý nghĩa ràng buộc trong giải thoát uẩn của chư như lai ứng tránh đẳng giác thật không có ý nghĩa danh từ bồ tát cũng như vậy thật không có như ý nghĩa chẳng phải giải thoát tri kiến trong giải thoát tri kiến uẩn của chư Như Lai ứng tránh đẳng giác, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa bóng tối trong ánh sáng lớn của mặt trời mặt trăng, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy, thật không có. Như ý nghĩa ánh sáng của tất cả mặt trời mặt trăng, sao, vật báu, thuốc súng và chư thiên vân vân trong ánh sáng của Phật, thật không có. Ý nghĩa danh từ Bồ Tát cũng như vậy thật không có vì sao này thiện hiện vì ý nghĩa của bồ đề hoặc tát đỏa hoặc bồ tát như vậy tất cả đều chẳng tương ưng chẳng phải không tương ưng không sắc không kiến không đối là một tướng gọi là vô tướng này thiện hiện các đại bồ tát đối với tất cả pháp đều không thật có không chấp không ngại nên siêng năng tu học nên hiểu biết đúng cụ thọ thiện hiện bạch phật các đại bồ tát đối với tất cả pháp nào đều không thật có không chấp không ngại nên siêng năng tu học vì sao các đại bồ tát đối với tất cả pháp nên hiểu biết đúng phật bảo thiện hiện tất cả pháp là pháp thiện pháp không thiện pháp hữu ký pháp vô ký pháp thế gian pháp xuất thế gian pháp hữu lậu pháp vô lậu pháp hữu vi pháp vô vi pháp cộng pháp bất cộng này thiện hiện các đại Bồ Tát đối với tánh tất cả Pháp như vậy không chấp không ngại nên siêng năng tu học. Các đại Bồ Tát đối với tất cả Pháp thật vô sở hữu nên hiểu biết đúng. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, những Pháp nào gọi là Pháp thiện của thế gian? Phật bảo thiện hiện, Pháp thiện của thế gian là hiếu thuận với cha mẹ, cúng dường sa môn, bà la môn, cung kính phụng sự sư trưởng bố thí với phước nghiệp sự, trì giới với phước nghiệp sự, tu tập với phước nghiệp sự, phục vụ chăm sóc người bệnh câu hữu với phước phương tiện thiện xảo câu hữu với phước mười thiện nghiệp đạo thế gian hoặc tưởng sinh trướng tưởng mù dã tưởng xanh bầm tưởng đỏ bầm tưởng tan nát tưởng mồ nuốt tưởng tan dã tưởng hải cốt tưởng đốt cháy hoặc bốn tịnh lự thế gian bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc tùy niệm Phật tùy niệm pháp tùy niệm tăng tùy niệm giới tùy niệm xả tùy niệm thiên tùy niệm tịch tịnh tùy niệm hơi thở ra vào tùy niệm thân tùy niệm tử này thiện hiện những pháp này gọi là pháp thiện thế gian cụ thọ thiện hiện lại bạch phật những pháp nào gọi là pháp bất thiện phật bảo thiện hiện pháp bất thiện là giết hại mạng sống, lấy của không cho, dục tà hạnh, nói dối gạt, nói chia rẽ, nói lời thô ác, nói lời xấu xa, tham lam, sân giận, tà kiến và căm giận, che giấu tội lỗi, tổn hại hữu tình, bực tức, dua nịnh, luống dối, kiêu căng, ganh tị, sang tham, ngã mạn vân vân Này thiện hiện những pháp này gọi là pháp bất thiện. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Những pháp nào là pháp hữu ký, phật bảo thiện hiện các pháp thiện và pháp bất thiện gọi là pháp hữu ký cụ thọ thiện hiện lại bạch phật những pháp nào gọi là vô ký phật bảo thiện hiện đó là thân nghiệp vô ký ngữ nghiệp vô ký ý nghiệp vô ký bốn đại trùng vô ký năm căn vô ký năm uẩn vô ký mười hai xứ vô ký mười tám giới vô ký pháp dị thục vô ký này thiện hiện những pháp này gọi là vô ký cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, những pháp nào gọi là pháp thế gian? Phật bảo thiện hiện. Pháp thế gian nghĩa là năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, 10 nghiệp đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, 12 chi duyên khởi. Này thiện hiện những pháp này gọi là pháp thế gian, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Những pháp nào gọi là pháp xuất thế gian? Phật bảo thiện hiện pháp xuất thế gian là bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo ba môn giải thoát không vô tướng vô nguyện vị chi đương chi căn dĩ chi căn cụ chi căn tam ma địa có tầm có tứ tam ma địa không tầm chỉ có tứ tam ma địa không tầm không tứ hoặc minh hoặc giải thoát hoặc niệm hoặc chính chi hoặc tác ý đúng lý hoặc tám giải thoát, hoặc chín định thứ đại, hoặc pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không vô biên giới, pháp không tán vô tán, pháp không bản tánh, pháp không tự cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không bất khả đắc, pháp không vô tánh, pháp không tự tánh, pháp không vô tánh tự tánh, hoặc mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xà, 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện những pháp này gọi là pháp xuất thế gian. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, những pháp nào gọi là pháp hữu lậu. Phật bảo thiện hiện, đó là những pháp rơi vào ba cõi, hoặc là năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, hoặc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này thiện hiện những pháp này gọi là pháp hữu lậu cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, những pháp nào gọi là pháp vô lậu, Phật bảo thiện hiện, đó là bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, những pháp này gọi là pháp vô lậu, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, những pháp nào gọi là pháp hữu vi, Phật bảo thiện hiện, đó là những pháp bị ràng buộc trong ba cõi, như năm uẩn, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng này thiện hiện những pháp này gọi là pháp hữu vi cụ thọ thiện hiện lại bạch phật những pháp nào gọi là pháp vô vi phật bảo thiện hiện như pháp không sanh không diệt không trụ không khác hoặc hết tham hết sân hết di hoặc chân như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh pháp định pháp trụ thật tế này thiện hiện những pháp này gọi là pháp vô vi Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, những pháp nào gọi là pháp cộng? Phật bảo thiện hiện, đó là bốn tịnh lự thế gian, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông. Này thiện hiện, những pháp này gọi là pháp cộng, vì đồng với phàm phu. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, những pháp nào gọi là pháp bất cộng? Phật bảo thiện hiện, đó là bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, những pháp này gọi là pháp bất cộng vì không đồng với phàm phu này thiện hiện các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa đối với tự tướng các Pháp là không như vậy không nên chấp trước vì tất cả Pháp không phân biệt này thiện hiện các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa vì lấy không hai làm phương tiện nên hiểu biết đúng tất cả pháp vì tất cả pháp đều không động này thiện hiện đối với tất cả pháp không hai không động là ý nghĩa danh từ Bồ Tát không phân biệt không chấp trước là ý nghĩa danh từ Bồ Tát do đó không có nghĩa là nghĩa của Bồ Tát. Bấy giờ cụ Thọ thiện hiện Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, do đâu Bồ Tát còn được gọi là Ma Ha Tát? Phật bảo thiện hiện, do Bồ Tát này là bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn nên còn được gọi là Ma Ha Tát thiện hiện thưa những vị nào gọi là chúng hữu tình lớn mà bồ tát là bậc thượng thủ ở trong đó phật bảo thiện hiện đó là trụ chủ trùng tánh thứ tám dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác và từ mới phát tâm cho đến đại bồ tát địa vị bất thối chuyển như vậy đều gọi là chúng hữu tình lớn bồ tát là bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn này nên còn được gọi là ma ha tát cụ thọ thiện hiện lại bạch phật như vậy do đâu Bồ Tát có thể là bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn? Phật bảo thiện hiện, do Bồ Tát này đã phát tâm kiên cố dụ như kim cương, quyết định không thối chuyển, vì vậy có thể làm bậc thượng thủ ở trong chúng hữu tình lớn. Thiện hiện lại thưa, thế nào là tâm như kim cương của Bồ Tát? Phật bảo thiện hiện đại bồ tát nào phát tâm như vậy nay tôi sẽ mặc áo giáp công đức lớn vào trong vô biên đồng trống lớn sanh tử vì các hữu tình phá hoại tất cả phiền não oán địch tôi sẽ vì khắp tất cả hữu tình làm khô cạn vô biên biển lớn sanh tử tôi sẽ xả bỏ tất cả thân mạng tài vật làm lợi ích lớn cho các hữu tình với tâm bình đẳng tôi sẽ làm an lạc lợi ích cho tất cả hữu tình tôi sẽ làm cho khắp các loài hữu tình an trụ đạo ba thừa hướng đến niết bàn mặc dù đem ba thừa cứu độ cho tất cả hữu tình nhưng tôi đều không thấy có một hữu tình nào được cứu độ tôi sẽ hiểu rõ tất cả pháp tánh không xanh không diệt không tịnh không nhiễm tôi sẽ thuần đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí tu hành sáu pháp ba la mật đa tôi sẽ tu học tất cả pháp thông đạt hoàn toàn biến nhập diệu trí tôi sẽ thông đạt nhất thiết pháp tướng nhất lý thú môn Tôi sẽ thông đạt nhất thiết pháp tướng, nhị lý thú môn. Tôi sẽ thông đạt nhất thiết pháp tướng, đa lý thú môn. Tôi sẽ tu học các diệu trí, đạt đến các pháp tánh, đưa đến công đức thủ thắng. Này thiện hiện, đó là tâm như kim cương của Bồ Tát. Đại Bồ Tát nào đem vô sở đắc làm phương tiện, an trụ tâm này, quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát phát tâm như vậy Nếu có các loại hữu tình chịu khổ não trong tất cả địa ngục bằng xanh quỷ giới và cõi người trời, thì tôi sẽ chịu thay cho họ và làm cho họ được an vui. Các đại Bồ Tát phát tâm như vậy vì làm lợi ích cho tất cả hữu tình. Tôi sẽ trải qua vô lượng trăm ngàn câu chi na diễu đa kiếp, chịu các loại khổ lớn trong các địa ngục dùng vô số phương tiện giáo hóa làm cho họ được vô dư niết bàn. Như vậy, Bồ Tát lần lượt làm lợi ích cho khắp tất cả hữu tình, vì họ trải qua vô lượng trăm ngàn câu chi na diễu đa kiếp, chịu các loại khổ lớn trong các địa ngục, đều dùng vô số phương tiện giáo hóa làm cho họ được vô dư niết bàn. Làm như vậy rồi, tự mình gieo trồng căn lành, lại trải qua vô lượng trăm ngàn câu chi na diễu đa kiếp, tu tập viên mãn tư lương Bồ đề sau mới chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đã mong cầu này thiện hiện thể nguyện như vậy cũng gọi là tâm như kim cương của bồ tát đại bồ tát nào đem vô sở đắc làm phương tiện an trụ tâm này quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn lại nữa này thiện hiện các đại bồ tát thường phát tâm thủ thắng tâm rộng lớn do tâm này nên quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn Cụ thọ thiện hiện thưa, bạch thế tôn thế nào là tâm thù thắng tâm rộng lớn của Bồ Tát? Phật bảo thiện hiện, các đại Bồ Tát phát tâm như vậy, từ lúc mới phát tâm cho đến khi chứng đắc trí nhất thiết trí. Tôi quyết định sẽ không sanh lòng tham dục, sân giận, ngu si, căm hờn, che giấu tội lỗi, tổn hại hữu tình, bực tức, đua nịnh, luống dối, ganh tị, san tham, kiêu căng, tả kiến, ngã mạn vân vân cũng quyết định không phát tâm hướng đến mong cầu thanh văn độc giác, đó là tâm thủ thắng, tâm rộng lớn của Bồ Tát, đại Bồ Tát nào đem vô sở đắc làm phương tiện an trụ tâm này, quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát phát sanh tâm quyết định không lay động do tâm này nên quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. Cụ thọ thiện hiện thưa, Bạch Thế Tôn thế nào là tâm không lay động của Bồ Tát? Phật bảo thiện hiện, các đại Bồ Tát phát tâm như vậy, tôi sẽ nương vào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, để tu tập phát sanh tất cả các sự nghiệp đã tu tập, mà không kiêu mạn buông lung này thiện hiện đó là tâm không lay động của Bồ Tát. Đại Bồ Tát nào đem vô sở đắc làm phương tiện, an trụ tâm này, quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát đối với khắp tất cả các loại hữu tình bình đẳng phát sanh tâm chân thật lợi lạc do tâm này nên quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. Cụ thọ thiện hiện thưa, Bạch Thế Tôn thế nào là tâm chân thật lợi lạc của Bồ Tát? Phật bảo thiện hiện, các đại Bồ Tát phát tâm như vậy, tôi quyết định đến tận cùng đời vị lai sẽ làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình, làm chỗ nương tựa quay về hòn đảo, nhà cửa, thường không lìa bỏ. Này thiện hiện đó là tâm chân thật lợi lạc của Bồ Tát, đại Bồ Tát nào đem vô sở đắc làm phương tiện an trụ tâm này quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, thường siêng năng tinh tấn ưa pháp, thích pháp, vui pháp, mừng pháp. Do nhân duyên này quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. Cụ Thọ thiện hiện thưa bạch thế tôn thế nào là pháp tại sao đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa thường đối với pháp này ưa pháp thích pháp vui pháp mừng pháp phật bảo thiện hiện pháp là sắc chẳng phải sắc đều không có tự tánh đều bất khả đắc không thể phá hoại không thể phân biệt đó gọi là pháp ưa pháp là đối với pháp này sanh lòng ưa thích mong cầu thích pháp nghĩa là đối với pháp này khen ngợi công đức Vui pháp nghĩa là đối với pháp này vui vẻ ghi nhận, mừng pháp là đối với pháp này rất hâm mộ tu tập, thân cận mến kính. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng vô sở đắc làm phương tiện, thường hay ưa pháp, thích pháp, vui pháp, mừng pháp mà không kiêu mạn, quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn lại nữa này thiện hiện đại bồ tát nào tu hành bát nhã ba la mật đa lấy vô sở đắc làm phương tiện an trụ pháp không nội cho đến pháp không vô tánh tự tánh tu bốn niệm trụ cho đến mười tám pháp phật bất cộng thì đại bồ tát ấy quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn lại nữa này thiện hiện đại bồ tát nào tu hành bát nhã ba la mật đa đem vô sở đắc làm phương tiện an trụ tam ma địa kim cương dụ cho đến an trụ tam ma địa vô trước, vô vi, vô nhiễm, giải thoát như hư không, đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. Này thiện hiện, do các nhân duyên như vậy, các đại Bồ Tát quyết định có thể ở trong chúng hữu tình lớn, làm bậc thượng thủ, vì vậy Bồ Tát còn gọi là Maha Tát.